Xin chào bạn. Hôm nay đại lý Toto nước Đức chúng tôi xin giới thiệu bạn cái dòng vòi GB19 mới. Cái dòng sản phẩm này thì có cái mã hiệu là TLG093-03V. Cái này dòng vòi là dòng vòi nó mới ra mắt vào cuối năm 2019 nha bạn. Đây thuộc là dòng vòi cao cấp. Tôi sẽ mở cái sản phẩm ra để chúng ta xem qua sản phẩm có những cái bộ dự phẩm gì, như là nó có bộ mảnh nào ha. Đây phiếu bảo hành, chúng ta lưu ý là tất cả sản phẩm của Toto đều có phiếu bảo hành này, và chúng ta lưu ý giữ phiếu bảo hành này trong vòng 2 năm để chúng ta được bảo hành. Ngoài ra thì nó còn có những giấy tờ khác, hướng dẫn sử dụng, những hướng dẫn lắp đặt, ta nên xem qua. Tôi xin giới thiệu qua cái hình ảnh của sản phẩm này ha. Đây sản phẩm là nó như trên hình này. Đây là một số thông số kỹ thuật của Toto. Và chúng ta sẽ quan tâm đến cái vòi này. Vòi này là cái vòi cổ có chiều cao vừa và có cái chiều cao là 63 mm, từ đầu vòi đến thân vòi là 132 mm các bạn. Thì cái này thường lắp cho những cái vòi bán âm bàn là rất là đẹp. Thường thì cái dòng vòi này chỉ có Toto thì mới có thôi. Đây là có cái đầu mở vòi ha chúng ta, và cái bộ phận tiếp theo là cái trụ sạc. Thì cái trụ sạc này trụ sạc pin mới ha. Và đây là cái ống phát, thì nó có kèm theo cái dây cáp cho bộ sạc pin này. Thì bộ sạc pin này trong cái dòng GB19 thì nó hơi mới nên tôi xin giới thiệu kỹ hơn. Thì cái sản phẩm này thì nó là dùng sợi dây cáp để di chuyển cái pin này lên xuống, và nó sẽ ổn định hơn sợi dây cáp và nó nhẹ nhàng hơn, cũng như ổn định hơn chúng ta quá trình sử dụng ha. Tôi sẽ giới thiệu cái vòi. Thì cái vòi này á, thì là cái vòi cổ vừa nên cái chiều cao vòi nó không quá cao như dòng cổ cao. Chúng ta lưu ý là những cái chậu bán âm bàn thì chúng ta nên lắp cổ vừa thôi để cho nó cái nguồn nước nó không bị bắn ra ngoài. Thực ra cái vòi này thì chúng ta nếu mà lắp những cái loại dương vành thì theo tôi nghĩ là cũng ok, cũng không có vấn đề gì. Cái cần vòi này tương đối là dài, những cái mẫu mới của cái GB19 thì cái đầu vòi tương đối dài ha, và sản phẩm thì rất là nặng. Và cái lớp mạ này á, thì thông tin tôi biết là nó có độ dày là gấp 3 lần so với dòng vòi bình thường. Và cái vòi này thì ở trên đây nó có logo Toto, đây là nước có màu đỏ, là chúng ta quay qua đây màu đỏ ha, đi qua đây màu xanh. Chúng ta trộn nước thì thường nằm ở giữa thôi, còn cái đồ thoát nước của nó đây là để tạo bọt, nó không bị văng nước. Còn đây là cái trụ xả ti của nó, đây để nó lên xuống cái vị trí này, nó rất là nhẹ mà không bị nặng giống như cái loại dây cáp trước. Còn đây là cái dây cấp màu đỏ là dây cấp nước nóng, màu xanh là nước lạnh. Thì cái sản phẩm này như tôi nói ban đầu thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ lắp cho những cái chậu bán âm bàn. Còn chúng ta xem qua lại cái sản phẩm này có những cái phụ kiện sau ha, để chúng ta biết được sản phẩm này. Thì chúng ta lưu ý vòi này chúng ta cần phải mua thêm cái coi chữ B là TV-S401 là nó đầy đủ bộ. Thì sản phẩm này hiện tại đang được cung cấp cũng như trưng bày ở đại lý Tuấn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip, hoặc là tôi để một cái đường link vào phần mô tả, chúng ta có thể click vào đó cái clip này để chúng ta xem giá, đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.